Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với con game Zombie City. Thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của thanh niên thủ dân nhỏ đây, nhỏ cực kỳ luôn. Tập này là phải đi một mình nữa rồi anh em ơi, vãi chưởng. Ở đây có zombie không mà lượm súng chi cho nhiều vậy? Thì ở tập trước là mình phải một mình đi vượt qua mấy cái bẫy, bây giờ mình cũng phải một mình vượt qua những cái chỗ này đây, cũng một mình luôn. Không có một ai đi cover. Chán thực sự luôn. Thì cái con Zombie City của mình chắc... Đâu? Thì cái con game Zombie City này chắc là mình nghĩ sắp hết rồi anh em ơi. Chuẩn bị end game rồi đó. Thì khi nào end game con này là mình sẽ làm full cái con đơm nha. Ủa cái này chắc đi không được rồi. Trời ơi, bây giờ tới lửa kìa. Tuổi gì mà bắt được mình? Quá. Ôi súng nữa kìa. Trời ơi. Cái này giống như nhiệm vụ bắt khả thi ghê luôn anh em ạ. À. Y như trong cái phim của Tom Cruise ấy. Ui. Chạy nhanh. Cái định mệnh không kịp rồi. Nhanh thế nhờ. Công nhận nó làm sẹt một phát là nó có liền luôn kìa, làm liên tục luôn á. Hên quá có máu nè. Mình lại full máu trở lại rồi. Ơi. Ủa nó mặt luôn á. Chạy. Kia rồi. Ơi, lại nữa hả? Ấy. Ủa sao mình nhớ mình qua rồi mà ta? Không sao, ở đây có máu nè. Yên tâm thôi. Cứ yên tâm mà mình đi thôi. Mình mà full máu rồi là mình sẽ không đi lượm những cái tào lao đâu. Tại vì cái con game này một khi mà anh em chết cái là phải đi lại quải lắm. Đi bên đây à? Ơi! Ui chết. Thôi, cái này mình bắt buộc vô đây lượm máu rồi. Trời ơi. Đấy, lại full trở lại rồi. Thôi, mình đi qua đây cho nó nhanh nè, cho nó dễ nè. Đấy. Nữa hả? Chạy quá. Ow. Trời ơi. Ơi. Á cái đệt gì mà cũng trúng nữa thì cay nha. Trời ơi, trời ơi. Ủa mình nhớ mình qua đây mà ta. Điêu thế nhờ. Ow. Toàn rồi, một cái nữa thôi. Không xong rồi đại dương ơi. Một cái nữa thôi là mình sẽ chết đấy. Không thể chết được. Ôi hên quá. Những giọt máu cuối cùng 57 máu. Ôi trời ơi. Toàn hên quá. Trời ơi. Mình còn đúng 57 máu nữa thôi là mình chết đấy. Chết các phải đi lại từ đầu á. Nản cực luôn. Đây là thanh niên thủ dân suối nhỏ đây. Ôi vãi nồi, thủ dân mà biết bấm nút luôn kìa. Kinh vậy. Ok thì bây giờ mình đã qua cái màn mới rồi đây. Số phong lộ này của mình được được 15 viên để dành. Ủa sao đông thế? Đông thế. Ơi trên này bị kẹt rồi. Mình phải đi kiếm cái góc bắn đã. Ui sao chỗ nào cũng có vậy? À đây. À đây. Trời ơi cái chỗ này bắn nó ngon. Ây da. Ừ cái con này sao nó vô được hay vậy? Xe ra bạn ơi. Giết đi anh em, giết đi, có mấy con ngon thôi mà. Trời ơi, gục luôn rồi kìa. Ở trong đây mình thấy còn nhiều lựu đạn lắm nè, còn nhiều vũ khí lắm nè, mình lượm hết chưa? Hết rồi hả? Ở đây nữa nè. Bốn viên, cái phóng lộ mình còn bao nhiêu viên vậy? 15 viên hả? Được rồi. Ném chuẩn xác vô. Hay quá. Chết này mới chế rồi, chết ra. Chết ra mình bắn cho. Không được rồi. Bu đông địch thúi nè. Có mấy con à. Bắn phí lắm. Mình để đông đông mình mới bắn.
To hả? Tưởng to là mình sợ hả? Cái này mình đâu có đánh tay đôi với nó đâu, mình sợ đâu anh em. Mình bắn súng mà, to cũng đâu có tác dụng gì đâu. Không kịp bắn phóng lựu rồi. Cái súng phóng lựu mà mình bắn ở cự ly gần quá là mình cũng chết luôn á, mình sẽ bị phản đam á. Ui cái con màu vàng kìa. Phóng lựu của tôi đâu? Không tính tiền. Không tính tiền nè. Không tính tiền nè. Đấy thấy ngon chưa? Phê chưa? Ở đâu vậy? Cái ông giáo sư này. Nó. Ôi đông thế nhờ. Mình phải kiếm góc bắn. Cái góc bắn này rồi. Thấy chưa? Ai da đông quá. Ui đông thật sự luôn ấy. Đạn đây rồi, đạn nổ đây rồi. Đông. Ai da, phê. Ui dồi ôi. Trời ơi, MP8 này bật ngửa rồi. Ui, chưa chết à. Bắn đi. Trời có mấy con mình bắn cái súng phóng lựu phí quá. Phí đạn lắm. Phê. Kia nữa. Này thì bu đông này. Này thì trâu bò này. Ố, tôi chết rồi. Cái súng phóng lựu mình hết rồi. Chết tôi rồi. Mê quá, mê bắn phóng lựu quá hết luôn rồi. Anh em ơi, hết đạn luôn rồi sao á. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi, hết luôn rồi, hết thật rồi. Không sao, mình còn lựu đạn. Lựu đạn sẽ thay thế. Nhưng mà quan trọng là mình phải canh cho nó chuẩn anh em ơi. Cái lựu đạn này, cái trái lựu đạn nó bay kỳ lắm, nó bay ngộ lắm. Không sao, nhờ cái súng phóng lựu đó mà mình giải tán được nguyên đám đông rồi đó. Đây. Cái này để mình test thử coi. Trời ơi, trái lựu đạn gì đâu mà tưng như banh. Ui, mình trâu thế. Ui, cái thằng này nó trâu thiệt sự anh em ạ. Tạch rồi, bắn đi. Đồng đội mình chán thật. Lũ đạn đâu, nhanh lên. Nổ, dướng cái chân nè. Nổ nữa nè. Cháy nữa nè. Ra anh em ơi, trời ơi, dưới đồng đội mình rồi. Cửa này không vô được hả? Này thì bay màu. Ôi còn 3 viên nữa kìa. Cho thằng này nổ nè. Hay quá. Một thằng nữa. Giết. Ôi trời, hết đạn nữa rồi. Đạn, cái này cái Anaconda mà. Này cái lục đen nè. Cái này là cái gì? Ủa? Chết tôi rồi, hết đạn rồi. Ôi giờ như có cây sấu nồng kìa phải không? Ui đông quá. Ê đông quá. Sấu nồng. Ôi cái sấu nồng đâu ta? Mình thấy có cái đạn của sấu nồng kìa. Ôi bị kẹt rồi. Ôi chết rồi, mình bị kẹt rồi. Từ từ, đừng nóng. Chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có lá mơ mà. Giết. Lia rồi, mình lia rồi, lia hết rồi, đi thôi. Ôi nổ. Giờ mình không kịp móc cái lựu đạn ra rồi. Tụi này nó đông quá. Trời ơi, cái Casio 12 của mình hết đạn luôn rồi. Không sao, Anaconda cân hết. Châu này. Ôi, nó giữ cái gì vậy ta? Trời ơi, cái Anaconda mình hết luôn rồi. Giờ phải bắn bằng lục đen đây. Nó không suy nhơi thằng bự này hết á.
trong đây có đạn đúng không? Đây rồi. Mình nghi lắm mà. Đạn. Đâu rồi? Cái lúc mà mình lượm được cái sáo nồng chả thấy thằng nào quay. Chôn nhau à. Vô hết đây. Ui giời ơi. Ủa sao mà hết đạn thế giờ? Phê lòi luôn anh em ơi. Ôi bắn kìa. 100 viên nữa. Nổ thằng nữa kìa. Hay quá. Ôi hết đạn luôn rồi. Hên quá, cái khúc này lượm được cái sáo nồng chắc không là cũng toang với bọn này là đông thật sự luôn. Giờ bắn nãy giờ cũng chết. Đây rồi, mình sẽ qua màn mới đây. Say oh yeah. Ơ ông giáo sư à, chắc ông chạy lại đây để ổng lấy cái vaccine chắc. Cái quái gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cái tiếng nói có một cái thiết bị điện tử gì đó hay sao anh em ơi? À, thôi vãi nồi rồi, thì ra các ông giáo sư này mới là chùm cuối. Chết tôi rồi. Sao đây? Solo luôn. Đâu rồi? Thanh niên kia đâu rồi? Khoan đã, để mình đi kiếm đạn hay kiếm súng gì đó. Đây nè. Ngon. Tưởng đông mà mình sợ hả? Nếu tụi mày nghĩ vậy là đúng rồi đấy, thì mà tao sợ rồi đấy. Quải thiệt. Trời ơi luôn á. Té chỗ khác. Đi chỗ khác chơi. À, thằng giáo sư đây rồi. Ui sao đông vậy? Giáo sư được mấy viên? Trời, giáo sư châu vậy. Thôi chết tôi rồi, tôi hết đạn rồi. Vãi nồi, bắn như thế mà cũng chưa hết một cây máu nữa kìa. Không sao, đạn mình còn nhiều lắm. Đây nè, lựu đạn nữa nè, mình chưa ném lựu đạn đấy. À, cái thằng áo vàng kìa. Mày hả mẩm. Ôi cây này bắn khoai quá, cây này bắn chậm quá anh em ơi. Đây sáo nồng. Mình vẫn còn cây sáo nồng trong đây. Rồi, hộ cái. À không, mình phải đi kiếm cái ông giáo sư mình giết cái đã. Giáo sư đâu rồi? Thằng cha giáo sư đâu rồi anh em? Định mệnh ông chạy đâu rồi nhờ? Đây. Hầu cái bạn ơi. Ôi cứ từ từ. Bình tĩnh. Đây còn đạn nữa đây nè, nhiều lắm. Đông như vậy mình chỉ bắn thằng chùm thôi chứ bắn chi mấy cái con kia biết bao giờ xong anh em. IQ vô cực nè. Ôi định mệnh. Ôi kẹt. Sao? Ủa? Mình tưởng là thằng chùm chết là bọn này nó chết theo chứ ta. Cứu. Nhanh. Ơ, chùm chết mà bọn này không chết theo à. Không sao, còn sáo nồng là còn chơi. Ôi lại bị thương nữa rồi kìa, sao vậy? Chán thế. Ai ra đâu? Hình như để mình lượm được lựu đạn nhiều lắm đúng không ta? Đây rồi, cái lựu đạn đâu rồi? Đây 23 quả đây, thao mà đi rải. Xạo nè. Qua đây. Đúng rồi. Cái định mệnh nó thiệt. Chết nè. Rải. Đấy, mình cứ rải lựu đạn là ngon à. Đấy. Dí theo đi. Dí nè. Lại đây, bu đông địch thúi, nhanh lên. Ây da, chết tôi rồi, canh xịt rồi.
đông quá. Đông thế à? Lại đây bạn ơi. Rải hết, mình đi rải hết. Đấy, ăn giọng gì ăn đi. Đấy, 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 ăn giọng gì ăn đi. Mình đi cứu đã, mình đi cứu đã. Cứu team mình đó. Đấy, hai ba quả luôn đó, ăn đi. Ô, tôi chết tôi rồi. Máu đâu rồi ta? Ôi, cái định mệnh sao mình không trúng thế nhờ. Hết lựu đạn rồi. Ôi, cái mình đi ném đi đâu vậy trời. Không sao, không sao. Tụi này nó cũng chết bớt rồi à. Những pha ném nó lựu đạn tinh tế thế mà. Còn thằng nào nữa? Này thì trâu bò này một viên chết luôn. Xong rồi, mình giết hết xong rồi kìa. Hình như đang vô một cái kho lạnh hay gì kìa. Thì ra cái ông giáo sư ông dụ mình từ đầu đến cuối em ạ. Từ cái lúc mà mình cứu được ổng á. Ổng chính là cái người chế tạo ra cái con virus đó hay sao ấy. Vãi nồi. Đúng là nuôi ông tay áo thật. Cái gì đây? À, vaccine. Cái em y tá đã xác nhận đây là vaccine rồi anh em ơi. Yeah. Kìa ăn mừng, kìa ăn mừng kìa. Ôi, thanh niên thủ dân ăn mừng kìa. Trời ơi, bọn mình chắc lên phi thuyền để quay trái đất kìa. Đó. Ồ, vậy là end game rồi anh em ơi. Vậy là mình hoàn thành xong thêm một cái con game hay nữa rồi. Cực kỳ hay luôn á. Nhìn cái đồ họa nó hơi thiếu nhi thôi nhưng mà nội dung nó hay lắm anh em. Trời ơi, bay kìa. Đang đi rải thuốc ấy. Đấy. Phải không nhờ, hay là cái khói của cái phi thuyền. Chắc mình nhầm cái là khói của phi thuyền. Ok, thì cái clip của mình cũng đến đây là kết thúc nha anh em. Thì hết cái con nhít zombie này là mình sẽ chơi tiếp cái con Dom Ateno nha. Ôi, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian theo dõi clip của mình nha. Bye bye anh em.